Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Đinh Bản đây này, Đinh Bản là có cái ông ở lớp này, ông ấy chữa tai mà 58 năm ông cũng đây đấy. 68 đấy. 68 mà không biết nếu mới sao 58 thì Đinh Bản đấy. Thế là bảo Bình lớp con trai kìa, một ông nữa chữa được không ạ? Thế em mang bảo cái học viên đấy chữa cho anh nhỉ, bảo cô giáo cho anh, bảo thôi anh khỏi đến. Tại vì đi làm mà đâu có nên đi được, đấy được. Mình về chữa tối qua chị làm cho. Bất chân. Ngon lành luôn à, xong rồi nhéo vậy mà là khai thông này, xong rồi khai thành mạch máy mà mạch máu này, xong rồi bơm máu lên tay này, não này, chân này, xong rồi là cũng làm lưng này, xong rồi vai gáy mà làm tai của ông bị điếc tai đấy, ông bị điếc tai bây giờ ông mình làm là ông ngon lành rồi. Ông bảo là thêm tối nay anh về, em về làm sang lần bữa nữa và yên tâm ngày nào cũng làm đấy. Bây giờ về chưa chồng đã xong rồi à, mấy người hàng xóm nữa. Mấy người hàng xóm là kiểu như mấy bà già ấy, cứ đau đầu gối này. Đi cả thôi. Thấy chưa? Chưa, mới tại vì mấy hôm đi ngày nào cũng đi về trễ. Mấy hôm này ngày nào cũng về trễ vì về đi học về nhá, xong rồi về làm tối qua thì chồng bắt đầu về mới làm với chồng. Đấy, hôm nay lại về làm tiếp, chồng bảo hôm nay về làm nữa tặng. Xong rồi á, đấy như ông hỏi là em phải đến hỏi kỹ lưỡng, hôm nay học buổi cuối cùng là xem một trường đá, ví dụ như là trường như thế là trường khoảng bao lâu thì thôi, trường 1 tiếng không? Không, tức là trường khoảng thời gian là bao nhiêu, trường bên suốt đời. Thế chị bảo là bây giờ anh gắng trường khoảng 2 tháng xong rồi đi xét nghiệm thì sao, gút này, mỡ trong máu này, đúng rồi, gút nặng không luôn. Trước khi trường là xét nghiệm trước, lấy thủy thông số trước, rồi sau đó trường rồi 2 tháng sau rồi mới lấy thì trước khi là Tết là bị chưa? Tết là coi như là xét nghiệm hết, trước Tết là hai vợ chồng đi xét nghiệm hết rồi, mỡ trong máu chị cũng bị không? Rồi chị chồng 2 tháng đi xét nghiệm lại. Đấy, thì nên chị giờ chị bảo bác sĩ rồi, giờ là chị sẽ đi xét nghiệm lại, nhưng mà chị không có nói chị đi học này hay là kiểu như mình không có nói mình gì hết à. Mình trường thử xong bắt đầu mới đến mình ấy thì khám lại. Ừ, để khám lại đấy, lại như thế. Nói chung là hôm qua thấy chồng khen lắm rồi. Đấy. Rồi liên tâm là, tốt quá. Bảo là liên em tâm anh biết ông cô giáo mà bảo em là thì nhóm á đâu cũng bà coi như là công đoàn nhóm đấy, suốt ngày nói nhiều chỉ liên tâm, nhưng mà yên tâm là vì phải hỏi han, tại vì mấy cái cô kia mấy cái ông già đấy, ông hay lắm, có gì ông toàn nói mình đấy, chẳng hạn ông bấm hôm nay ông bấm một con chụp ảnh ông già là ông ở Sóc Trăng. Không, ông Sóc Trăng rồi, em hôm qua em chở ông đi chụp hình đó. Ừ đấy, ông bảo chị là đấy, ông ở Sóc Trăng đấy, ông bảo là bao giờ các cô xuống chơi. Ông ở nhà bây giờ là ở Mỹ hết rồi. Mấy đứa con ở Mỹ giàu lắm. Ông kêu đi lên đây bắt 10 triệu chứ. Rồi thôi, bây giờ là mọi người liên tâm tốt rồi nha. Có kết quả rồi. Rồi, chúc mọi người khỏe. Qua về tối qua chữa luôn cho chồng luôn. Hôm nay trường đá, xong mình bảo là thôi. Em có 2 cục đây, mấy bữa nữa em lại mua thêm. Thế là hôm qua mình là thôi chịu khó anh, tại vì một ngày là ông đi đánh banh một tuần là đánh banh 4 lần. Thế thì hôm nào mà ông về sớm thì mình cho ông trường đá, và hôm nào mà ông về muộn quá thì mình muốn ngủ rồi thì mình không đâu có ấy được. Nhưng mà dạo này ngon lành lắm rồi. Ngủ ngon lành luôn đúng không? Ừ, mấy bữa nay là ngủ ngon. Mà ông đấy ngủ qua này, hôm nay 9 giờ mình chuẩn bị đi và 8 rưỡi mình bảo ông dậy đi, tôi đi bây giờ. Đấy, không mà ông làm ngay gần đây này, ông bảo là thấy ông bảo là thôi bây giờ em xem thế nào đi để em học thêm lớp nâng cao. Không một. Thế nhưng mà tại vì bây giờ đang bận con nên chưa có đi học được. Đấy. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913
0953-590-502 0953-6550-900 Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983-792206 0918-133-635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.